Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một phân đoạn kinh thánh mà những ngày qua tôi đọc và Chúa mặc khải cho tôi cảm thấy rất là thấm. Và tôi đắn đo rất là nhiều vì tôi có rất là nhiều cái sự mặc khải, nhiều cái sự tỏ ra của Đức Thánh Linh. Và tôi muốn chia sẻ giống như Chúa Giêsu nói gì? Ta chỉ nói, ta chỉ giảng những điều gì mà ta nghe từ nơi miệng của Ngài. Và những ngày qua và sáng sớm nay, suốt ngày hôm nay, thì tôi đã để thì giờ để phải lắng nghe Chúa muốn tôi chia sẻ điều gì. Và Chúa muốn tôi chia sẻ lên với một phân đoạn kinh thánh chúng ta dỡ ra và đồng đứng lên. Giăng đoạn 8, Phúc âm Giăng đoạn 8, hay là Tin Mừng Giăng đoạn 8, câu 30 đến câu thứ 36. Đây là những câu kinh thánh ngắn thôi nhưng chứa đựng sự mầu nhiệm rất là tuyệt vời mà chính Chúa Giêsu dạy dỗ. Và đến nỗi dân Giu-đa là dân Do Thái không hiểu Ngài muốn nói điều gì. Và sáng hôm nay cũng vậy, tôi cầu nguyện để Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Trong phòng riêng của tôi đã cầu nguyện. Tôi đã nói với Đức Thánh Linh rằng nếu không có Ngài, anh em con không hiểu được phân đoạn kinh thánh này. Và tôi đã mời Ngài đến. Và tôi tin rằng Ngài đến, Ngài đã đến. Bây giờ tôi xin đọc và chúng ta cùng nhau lắng nghe. Từ câu 30 đến câu thứ 36. Và sau đó, tôi muốn chúng ta đọc hai câu. Đó là câu 34 và câu thứ 36. Bởi Đức Giêsu nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta. Đạo đây là lời đó nè. Tiếng Anh là word, gọi là lời. Thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Xin mời chúng ta đọc cùng với tôi câu 34 và câu 36, chúng ta bắt đầu. Đức Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Câu 36. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Tôi muốn ta đọc lại câu 34 và câu 36 một lần nữa. Xin bắt đầu. Buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Xin mời Hội Thánh an toàn. Sáng nay chúng ta với những câu kinh thánh này, Chúa Thánh cho tôi một chủ đề đầy dẫy sự thách thức. Và với sứ điệp này có hai cái chủ đề. Một, đó là chúng tôi chưa từng làm nô lệ ai. Đó là dân Giu-đa đã trả lời với Chúa phải không ạ? Chủ đề thứ hai, đó là lạy Chúa, con muốn được tự do. Kính thưa anh em, như tôi đã nói, không còn bao nhiêu ngày nữa, không còn bao nhiêu giờ nữa, dù chúng ta có muốn hay không muốn, thì năm cũ phải qua đi. Amen. Và năm mới phải đến. Đối với Trần gian, đối với người dương thế này, thì chuẩn bị năm cũ đến, họ đem những đồ cũ kỹ của gia đình, nào là bếp, phải không ạ? Có phải không? À, ngay cả những cái điều mà người ta gọi là thờ phượng tâm linh đó, những cái điều mà người ta gọi là ông táo, phải không? Bằng sắt, phải không ạ? Ông táo làm bằng sắt, người ta phải thay ông táo, phải không? Có phải không? Có phải không ạ? Rồi người ta thay những cách, những cái trang bằng gỗ, người ta bỏ ngoài đường, người ta mua những cái điều mới. Rồi có nhiều người thì không để, không
thờ phượng theo kiểu như vậy, thì họ bắt đầu dành dụm tài sản, dành dụm tiền bạc để mua cái tivi mới này, để mua bộ ghế mới này, phải không ạ? À, để có cái bếp mới này, để có bộ nồi mới này, để có áo quần mới này, để có những điều mới, và đặc biệt là phòng khách mới, phải không ạ? Phải có những cái chậu hoa rất đẹp, để gì? Để đón khách. Nhưng nếu mà nói về Tết Việt Nam thì chúng ta gọi là có 3 ngày Tết thôi, phải không ạ? Nhưng mà rất nhiều người tốn rất nhiều tiền, và 3 ngày Tết qua đi. Và rồi, những điều rất tuyệt vọng sẽ đến. Có phải không? Có nhiều người không có gì phải đi vay nợ để mua sắm, để vẫn có với thiên hạ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là những người theo Chúa, đấng tạo dựng nên bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào cũng là mùa Ngài dựng nên. Amen. 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 Đối với tôi, khi một người được đổi mới thì ngày nào đối với họ cũng là Tết. Đối với tôi, một người được đổi mới thì ngày nào là ngày họ sống trong năm mới hết đó. Đối với chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ chuẩn bị lo cái gì để chào đón một năm mới? Cả thế giới anh em, họ tốn rất nhiều tiền, bởi vì ai cũng hân hoan bày tỏ đó là họ chào đón, họ vui mừng đón chào một năm mới đến bằng những pháo hoa, phải không ạ? Anh biết một quả pháo hoa bao nhiêu tiền không? Rất đắt. Chỉ có 15 phút thôi, phải không ạ? Giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ, có phải không ạ? Và đốt hàng tỷ bạc. Và rồi cuối cùng cuộc đời của chúng ta vẫn không được tự do. Tự do mà sáng nay tôi chia sẻ, đó là tự do ra khỏi tội lỗi, tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Amen. Vì nó sẽ giết chết cuộc đời của tôi và anh em. Và với phân đoạn kinh thánh này, chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra ở đây? Câu 30. Giai đoạn 8 là mạch văn, bắt đầu từ một câu chuyện, đó là những người Pharisee, những nhà thông thái và cả dân Giu-đa đem một người nữ bị bắt phạm tội tà dâm quả tang, phải không ạ? Hãy nhớ, đoạn 8 bắt đầu với một câu chuyện là họ đến để kiện cáo Chúa, bắt Chúa và coi thử Chúa xử cái vụ này như thế nào. Amen. Amen không ạ? Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khi người ta đẩy người đàn bà đó quăng quà dưới mặt đất, và trên tay của họ bắt đầu là cầm những cục đá, rồi theo luật của Môi-se đó là những người phụ nữ làm nghề mại dâm thì phải bị ném đá cho đến chết. Và trên tay của những người Pharisee, thầy thông thái và người Do Thái đã sẵn những cục đá rồi. Và Chúa Giêsu trước sự kiện cáo đó là bây giờ thầy hãy xử cái vụ này như thế nào. Chúa Giêsu cúi xuống và viết trên đất. Kinh Thánh không nói là Chúa Giêsu viết cái gì. Và rồi Chúa ngước mặt lên, Chúa hỏi họ đúng một câu: trong các ngươi có ai không có tội, trước nhất hãy ném đá người phụ nữ này. Tại sao bắt người phụ nữ mà không bắt cái người đàn ông phạm tội với người phụ nữ này, đúng không ạ? Vô lý chưa? Có điều gì đó thú vị phải không ạ? Có điều gì đó sai sai chỗ này. Và họ cứ kiện cáo Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cứ cúi xuống viết. Và có thể Ngài viết rằng là Nguyễn Văn A cách đây 3 ngày phạm tội với người nữ này. Và Nguyễn Văn A đã có mặt đó, phải không ạ? Có phải không ạ? Có thể người Nguyễn Văn A đứng ở trong đám đông và nói chuyện người phụ nữ đáng chết. Bởi vì người Nguyễn Văn A muốn người nữ này chết bởi vì biết thông tin. Rồi Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn X, Nguyễn Văn S gì đó, Chúa viết. Và họ đọc thấy cái tên của mình ở đó, và Chúa Giêsu tiếp tục ngước mặt lên và nói gì? Có ai trong các ngươi không phạm tội, trước hết hãy ném đá vào con người này. Thì Kinh Thánh Chúa nói gì? Người lớn tuổi đi trước, phải không ạ? Bắt đầu họ xác nhận một điều rằng ai cũng có tội, phải không ạ? Amen. Chúa dùng câu chuyện này để dẫn người Do Thái biết dù họ là tuyển dân nhưng họ
phạm tội, họ sẽ bị diệt vong. Và cũng trong mạch văn gián đoạn 8 này, chúng ta thấy đã hai lần Chúa Giêsu lên tiếng về quyền lực của tội lỗi. Đó là trong câu thứ 24. Nên ta bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúa Giêsu tiếp tục dẫn họ, vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và dân Do Thái là dân của Ngài. Cho tôi nghe chữ Amen. Và sáng nay chúng ta là dân sự của Ngài. Ngài yêu dân Do Thái thế nào thì Ngài cũng yêu tôi và các anh em cũng như vậy đó. Ngài muốn chúng ta được tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Ngài muốn dân Do Thái được tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi, ra khỏi sự định tội, ra khỏi sự kiện cáo, ra khỏi nếp sống ở trong dục dục. Amen. Vì Chúa biết rằng rất nhiều người do đàn ông Do Thái phạm tội với người gãy đến đó, phải không? Nhưng tại sao xử một người? Và Chúa muốn tất cả đều được tha tội giống như người phụ nữ tà dâm đó được tha tội. Amen. Và Chúa Giêsu khi họ bỏ đi ra đó, Chúa Giêsu ngước mắt lên hỏi người phụ nữ, lúc đó chỉ còn có Chúa Giêsu và người phụ nữ đó thôi. Chúa Giêsu hỏi người phụ nữ, ủa không ai kiện cáo con sao? Người phụ nữ dạ thưa thầy, không ai à. Câu sau đó Chúa Giêsu nói gì nè? Chúa Giêsu nói gì? Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không binh vực theo nghĩ tiêu cực người phụ nữ đó đâu. Chúa Giêsu bảo vệ, bởi vì nếu người đó chết, người đó không được cứu. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu cho người phụ nữ được có một cơ hội. Và Chúa Giêsu nói gì? Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đừng tiếp tục sống lối sống gian dâm đó nữa. Amen. Amen. Đừng gieo rắc cái sự ô uế, sự bất khiết này ở trong dân của ta. Cho tôi nghe chị. Amen. Và Chúa Giêsu tiếp tục dẫn cả dân Do Thái, người Pharisee. Gian đoạn 8 là một cái mạch văn tôi thích lắm, vì một cuộc đối thoại giữa người Pharisee và Chúa Cứu Thế Giêsu. Người Pharisee là hình ảnh cho linh tôn giáo bây giờ đó anh em. Và Chúa Giêsu bắt đầu nói với họ, nên ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Tội lỗi luôn làm con người chết chóc. Amen. Adam, Eva không phải bắt con gà làm thịt mà bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen đâu, mà do ông bà phạm tội với Thiên Chúa. Ở đây ngạc nói chúng ta, nếu không cẩn thận, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhiều ơn phước, phải không ạ? Amen. Chúng ta bị đuổi ra khỏi sự bình an, chúng ta bị đuổi ra khỏi sự thành công, chúng ta bị đuổi ra khỏi hai chữ hạnh phúc, chúng ta bị rượt đuổi bởi những nan đề rất là kinh khiếp nó ập đến cuộc đời của mỗi một chúng ta. Chúa Giêsu biết quyền lực của tội lỗi, nó sẽ làm chết khi con người quyết định phạm tội, phải không? Vì tiền công tội lỗi là sự chết. Chúa Giêsu đem ta sự sống, ma quỷ thì đem tội lỗi đến để giết chết cuộc đời của tôi và anh em. Trận chiến này nó kéo dài từ sáng khi đến ngày hôm nay và mãi mãi cho đến ngày nào Chúa Giêsu Christ tận thế mà thôi em. Trên đừng đùa giỡn anh em. Và Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không tin ta là đấng đó, là Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu đến trong trần gian này chịu chết đem tội, thì Chúa Giêsu quả quyết rằng thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Anh em, có nhiều người đã tin Chúa Giêsu rồi, giống như dân Do Thái, họ đã là dân của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà Chúa vẫn nói rằng nếu các ngươi không tin ta là đấng đó thì các ngươi chắc sẽ chết trong tội lỗi của mình. Anh em đừng có nói đi nhà thờ mà thoát khỏi án phạt của Chúa đâu. Đừng nói là anh em là gia đình tái sanh là anh em sẽ không tái mặt đâu. 28 năm tôi làm công việc này, có những anh em tái sanh đã làm cho tôi tái mặt. Và đời sống họ không thật sự là tái sanh mà chỉ có tái nạm, tái gầu, gầu gân. Tôi lặp lại, dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu nói thẳng với họ rằng mạch văn này Chúa không nói dân ngoại. Amen. Chúa đang nói cho tuyển dân của Ngài. Nếu các ngươi không tin ta là đấng đó
là những người đã tin Chúa Giêsu. Nếu ai đó trong chúng ta không tin Ngài, nó đã chết đền tội cho chúng ta đó, thì tôi nói em là tiếp tục chúng ta sẽ chết, chết cuộc đời chúng ta trong tội lỗi của mình, ngay cả ở đây luôn. Và chúng ta thấy đó là câu 4 phải không ạ? Chúng ta đi tiếp đến câu số 34. Chúa Giêsu nói tiếp. Đức Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai xin lỗi không phải đúng rồi à no không phải câu đó câu 21 à câu 21 Ngài là phán công chúng rằng: ta đi, các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Anh em thấy không? Hai lần trong gian đoạn 8 này, câu 21 và câu 24, Chúa Giêsu đều nói rất rõ về quyền lực của tội lỗi. Đó là nếu không tin Ngài là đấng đó. Amen. Amen. Câu 21 nói gì? Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta. Thế nên tìm ở đây có nghĩa là khao khát Chúa mà đi tìm kiếm Ngài phải không? Có phải không? Cảm ơn anh em vì nói amen, nhưng mà anh em sai rồi. Nếu không có sự mặc khải, chúng ta sẽ hiểu sai câu kinh thánh này. Tìm ở đây không phải là tìm khao khát đâu. Tìm ở đây không phải là nói là cần Ngài đâu. Nhưng mà tìm Ngài để bắt Ngài. Amen. Amen. Chứ đây không phải là tìm mà nói đến khao khát đâu. Đây không phải nói là chữ tìm mà nói đến là dân Do Thái cần Chúa đâu mà đi tìm kiếm Ngài đâu. Họ tìm Ngài ở đâu để bắt bớ Ngài. Amen. Để gây chuyện với Ngài. Anh em, tôi nào xin em đừng gây chuyện với Chúa Giêsu nữa. Alo. Đừng bắt bớ Ngài nữa. Amen. Dù đóng vai đó, nhưng đừng có nụ cười đó với Chúa. Giêsu người Nazareth à. Anh em, tôi xin anh em một điều. Đừng gây sự với Chúa nữa. Vì Chúa không đáng để chúng ta vả vào mặt Ngài lần nữa đâu anh em. Amen. Đừng kiếm chuyện với Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta nữa. Vì Ngài đã bị đánh đập tơi tả. Ngài đã bị dân Ngài nộp cho lính La Mã để đánh đập Ngài một cách rất là tàn nhẫn. Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Chúng ta bắt đầu câu 30. Bởi Đức Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Không phải tất mọi người tin Ngài đâu nha. Nhưng có những người bắt đầu tin Ngài. Amen. Amen. Thế nên tin Chúa đủ chưa? Chưa đủ. Hãy nhớ nha, câu 31. À, em phải để ý. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa vô tín với Ngài phải không? Hả? Ồ, bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng. Anh em để ý giùm tôi. Như tôi nói, tin Chúa Giêsu chưa đủ. Đã tin Ngài cũng chưa đủ. Đặt tin Chúa năm nay bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Con số 7 tuyệt đẹp. Nhưng mà con số 7 này đã nói lên rằng con thực sự đã tin Ngài chưa? Bình con tin Chúa được mấy ngày rồi? À, cũng là con số 7. Hiển con tin Chúa được bao nhiêu thời gian rồi? Bước năm thứ 9 là 7 năm đói kém qua rồi. 7 năm được mùa cũng chưa thấy nha. Hải Ni con tin Chúa được bao nhiêu thời gian rồi? 5 năm. Chúng ta thấy không ạ? Anh em, chúng ta hãy luôn luôn đặt câu hỏi này, đó là mình tin Chúa bao lâu rồi? Tại sao lời cầu nguyện của tôi sáng nay Chúa đặt để trong miệng của tôi một cái lời? Nếu Chúa hỏi, đó là con tin Chúa ta bao lâu rồi? Và con làm được những điều gì cho ta? Anh em có thể nói rằng là như Hải sẽ ra trả lời là con bắt đèn Giáng sinh nè, con bắt đèn cho phòng nhóm nè, con lo hết tất một tay con đó Chúa nha, chúng nó ta biết. Nhưng đó không là việc mà số 1 ta kêu gọi con. Việc ta kêu gọi con làm đó là vâng lời ta, đầu phục ta. Amen. Và biến đổi cuộc đời của con. Đạt có thể nói là con tin Chúa 7 năm rồi, nhưng Chúa nói con làm được cái gì? Chúa giỡn hả? Con là trưởng ban thờ phượng đó. Thì Chúa nói con biết Lucifer không? Trước khi nó có tên Lucifer thì nó cũng là leader worship ở trong Kingdom of God. Amen. Là cái người lãnh hướng dẫn thờ phượng trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời.
anh em. Tất cả ta làm là điều trân trọng, nhà Chúa trân trọng, tôn quý, ghi ớ. Khi tôi nhìn những cái đôn để chậu, tôi nhớ đến Cường. Chứ phải lòng của tôi vương đâu. Nhưng cái điều tôi buồn đó là gì? Con người này chưa được cứu. Amen. Amen. Tôi ăn trái chuối tôi cũng nhớ người trồng chuối. Nhưng mà tôi buồn đó là con người đó chưa được cứu. Tôi ăn trái ớt tôi biết người trồng ớt. Nếu không trồng tôi làm sao tôi có tôi ăn này mấy. Nhưng mà tôi buồn là người đó chưa đọc phục Chúa. Cho nên các bạn hãy nhớ một điều, các con hãy nhớ một điều rằng câu 31, câu 30, 31 có những người tin Ngài. Và bây giờ Chúa không nói tất cả mọi người, mà Chúa chỉ dành sứ điệp này cho những người đã tin. Amen. Amen. Cho nên tôi nói em rằng tin Chúa chưa đủ. Có những người nói, ô tôi tin Chúa tôi đi nhà thờ là đủ rồi, tôi tin Chúa tôi ở trong ba tờ phường là đủ rồi, tôi tin Chúa tôi làm tất cả mọi công việc cho Chúa là đủ rồi. Thưa anh em rằng chưa đủ, nếu ta không biết lại thật này. Amen. Amen. Cho nên em hãy xin lời của Chúa, dùng lời của Ngài để trang bị cho tôi này, bắt đầu từ ngày hôm nay. Và nếu ta thật sự đáp ứng lời của Đức Chúa Trời thì tôi tin rằng ta đi vào năm mới, chúng ta bước đi một những bước thông dong. Amen. Amen. Đừng bước vào năm mới mà con người chúng ta vẫn là gánh nặng của tội lỗi. Amen. Amen. Gánh nặng cho chính mình, gánh nặng cho gia đình của mình, gánh nặng cho vợ con của mình, gánh nặng cho cộng đồng, gánh nặng cho hội thánh. Amen. Hallelujah. Nhưng hãy bước đi một cách thông dong. Anh em hãy tưởng tượng đi. Lời của Chúa nói ở đây này, điều thứ nhất, điều thứ nhất mà chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải có, chúng ta không thể nào mà không có được cái điều thứ nhất này. Đó là đời sống phải hằng ở trong lời của Ngài. Thế anh em, đời sống hằng ở trong lời của Ngài có nghĩa là đọc lời của Chúa một tiếng đồng hồ buổi sáng, một tiếng đồng hồ buổi chiều là ở trong lời Chúa phải không? Không. Kinh Thánh dùng cái từ ở nha. Ở có là gì? Là lưu trú phải không ạ? Amen. Ở cũng nghĩa là sống. Amen. Amen không ạ? Ở cũng nghĩa là còn bước đi, còn hành động. Amen. Chúng ta thấy những người chết, họ ở đâu? Họ ở nghĩa địa. Có ai ở đây thấy người ta, người chết đi từ mộ mã ra ăn đồ cúng không? Anh phải hiểu điều này nha. Vì cái đó mà Kinh Thánh Chúa nói gì? Có nhiều người sống mà dường như đã chết. Họ sống mà dường như là chết. Tại sao vậy? Câu này ở trần gian không có đâu anh em. Không có tôn giáo nào có câu này đâu. Chỉ có Chúa Giê-xu dám nói lời này mà thôi. Có những người mang tiếng sống mà là đã chết. Sống là gì? Họ đi nhà thờ nhưng họ không sống với lời của Đức Chúa Trời. Họ đi nhà thờ nhưng vẫn còn văn tục chữ thề, vẫn lô đề, vẫn say xỉn, vẫn cờ, vẫn bạc, vẫn vay nợ, vẫn xã hội đen, vẫn ứng xử những điều không đúng với nguyên tắc lời của Đức Chúa Trời. Amen. Họ đi nhà thờ nhưng vẫn hàng đa cấp, buôn bán hàng đa cấp. Chúng ta biết cả cộng đồng Facebook Cơ Đốc đã bắt đầu đưa giống như file down ra, phanh phui ra, ngay cả những mục sư đội lót chức vụ để kêu gọi người ta buôn bán hàng đa cấp. Ngay cả những mục sư dạy cho người ta làm giàu, đó là cái chuyện không có trong Kinh Thánh này. Amen. Đó là chuyện không có trong Kinh Thánh. Nhưng họ vẫn làm. Bởi vì sao? Họ hầu việc Chúa vì cái bụng của mình phải không? Và nên chúng ta nhìn thấy Chúa nói với những người Giu-đa đã tin nhận Ngài, có thể là một lúc thôi. Amen. Amen. Và Chúa nói nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, sống với lời của ta chứ không phải đọc Kinh Thánh mà không sống. Amen. Có những người chúng ta trong gia đình của chúng ta thấy họ đọc Kinh Thánh đó nhưng họ không có sống theo lời của Chúa phải không ạ? Cho tôi nghe chứ. Amen. Anh em, nếp sống đạo đó là áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chính mình, từ lời ăn, từ tiếng nói, từ trong nhà bếp, từ chỗ rửa chén, từ làm vệ sinh ở nhà bếp,
từ phục vụ Chúa ở trong ban thờ phượng, phục vụ Chúa ở vòng sau, phục vụ Chúa quét dọn vệ sinh, phục vụ Chúa lau phòng nhóm, phục vụ Chúa tất cả mọi điều, cách hầu việc của chúng ta phải xứng thiệt với lời của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị amen. Anh em ơi, không thể nào chúng ta miệng mình nói Chúa mà mình không ở trong đạo hay là trong lời của Đức Chúa Trời. Thế anh em chúng ta, vợ cô Phương là vợ của tôi, vợ của bố. Thế các con là hai vợ chồng, có thể cô Phương biết bố sống với lời của Chúa không? Thế các con biết không? Biết. Và ngược lại, tôi cũng biết cô Phương có sống với lời của Chúa không? Thế thì những anh em đã có vợ, có gia đình đây, chúng ta có biết rằng vợ của mình biết mình nói hay nhưng sống không đúng với lời Chúa không? Hả? Rồi anh em có thể học nhóm tín nguyện, anh em chia sẻ lời Chúa, tôi ngồi bên ngoài, tôi nghe, tôi nói wow, đúng là người nào cũng được Đức Chúa Trời dạy dỗ cả. Nhưng mà bước xuống cái bục mình chia sẻ xong, mình vẫn vũ như cẩn, là vẫn như cũ, chẳng có gì nhúc nhích cả. Nếu là vậy, tôi và anh em chưa thật sự nghiêm túc. Đây là điều mà chúng ta cần phải có trong con đường đi theo Chúa, em em. Đừng ở trong phòng nhóm mà không ở trong lời Chúa. Đừng ở trong ca đoàn mà không ở trong lời Chúa, em em. Đừng ở trong ban truyền giáo mà không ở trong lời của Chúa, cho tôi nghe chị amen. Đừng ở trong ban chấp hành mà không ở trong lời của Đức Chúa Trời, amen. Đừng ở trong chức vụ mà không ở trong lời của Đức Chúa Trời, amen. Amen. Đừng ở trong một hôn nhân mà hôn nhân nó không có lời của Đức Chúa Trời, cho tôi nghe chị amen. Đừng là diễn viên đóng kịch mà mình không có ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và cái kết quả của một người ở trong lời Đức Chúa Trời thì năng chất là gì? Thì các ngươi thật là môn đồ ta, phải không ạ? Môn đồ của Chúa Giêsu không phải là người đi nhà thờ. Người đi nhà thờ mới gọi là tín đồ thôi. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với một học trò. Tôi nói Giáng sinh năm nay sao con? Ồ bố, 100 phần quà mà cũng thiếu. Tôi nói con, ở đó mà con cứ dùng quà thì họ cứ đến, họ nhận quà chứ họ không tin Chúa đâu. Có những nơi tổ chức Giáng sinh cho các em thiếu nhi, điều đó tốt, phúc âm được đào ra, nhưng hãy cẩn thận bịch kẹo, em ơi. Hãy rất cẩn thận điều này. Bởi vì nếu ta không cẩn thận, chúng ta bị mang tiếng, đó là đạo vũ. Anh em thấy Giáng sinh của chúng ta ở đây không có quà phải không? Người ta cũng đến đông để nhóm lại với. Bởi vì họ biết ở đây có sự diện của Chúa, em ơi. Ở đây có lời của sự mặc khải, cho tôi nghe chị, em ơi. Tôi nói học trò của tôi, nếu mà con không thay đổi hả? Lần sau con tổ chức đi đố con không có cái bánh, không có bịch kẹo, ai đến không? Tôi trả lời anh em dùm luôn, nó không bao giờ họ đến đâu. Vì họ đến là vì có quà. Chúa Giêsu từng nói các ngươi theo ta không phải vì phép lạ ta làm đâu, vì bánh. Và các ngươi ăn bánh không tốn tiền, đúng không? Chúa Giêsu đời, Chúa Giêsu đã có như vậy rồi, thì thời hôm nay không có gì gọi là mới đâu. Dạ, cho em xin chữ amen ạ. Mấy anh đang mặc chữ áo 20 Greater hả? À, bây giờ anh em hãy nói tôi 20 lần amen con nào. 1, 2, 3. Amen, 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 amen. Nữa, đừng tụt hơi. Amen. Hallelujah. Hơi các anh em rất tốt. Và đó cũng là một phần mà sự sống của Chúa đang ở trong các con đó. Anh em, Kinh Thánh Chúa nói là nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Thế thì có môn đồ giả không ạ? Anh em, alo, có môn đồ giả không? Những môn đồ giả với môn đồ thật khó phát hiện lắm. Vì sao? Tất cả các môn đồ đều mặc áo này hết, nhưng mà cứ chăm chú vào cái áo này thì thật là khó lắm. Chỉ môn đồ nào dám vác cái này nè. Amen. Vì cái đó mà tôi quyết định khác anh em một chút. Tôi mặc chiếc áo này, tôi mua như một chiếc áo lễ cho mình. Để nói với các anh em rằng, không phải tất cả những người mặc áo này là môn đồ của Chúa đâu. Có những người vẫn nói là môn đồ, nhưng 3 ngày sau trở thành côn đồ. Và cái chữ côn đồ và chữ môn đồ là phát âm cực kỳ, đúng không Hải? Hải Hà Nội,
Nó chỉ thay đổi chữ N và chữ C thôi. Tôi có những cái học trò khi phản ứng tôi nói, ôi chú ơi, vậy là cái học trò con có phải là môn đồ của Dumbridge không? Hay sao con thấy giống như quá khứ vậy? Anh em như vậy, điều kiện thứ nhất, chúng ta không được phép thiếu. Đó là mỗi ngày, chúng ta làm gì làm, phải quyết định sống, nói, hành vi, cư xử, tất cả mọi cách sống của chúng ta phải ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa phải là kim chỉ nam cho cuộc đời của tôi và anh em. Tất cả mọi cái đem bỏ lên lời Đức Chúa Trời anh em, ta giải quyết nhanh lắm. Amen. Nó nhanh lắm. Hôn nhân của vợ chồng chúng tôi không phải là ngày nào cũng là thiên đàng đâu. Có những lúc tôi kinh nghiệm rồi, giống như thầy Tú đứng ở ngã ba đường. Vì đi cũng không được, đi ra thì cao su bắt. Mà về thì gặp sư tử Hà Đông thì không biết như thế nào. Ra ngủ ở sofa thì nó kỳ quá. Nhưng mà khi chúng tôi đem tất cả điều đó đem bỏ trên lời của Đức Chúa Trời, amen, chúng tôi tìm được tiếng nói chung với nhau. Bây giờ ta đến điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ nhất đã là chúng ta thấy trầm quan trọng rồi phải không ạ? Nhưng điều kiện thứ hai quan trọng hơn, đó là các ngươi sẽ biết lẽ thật. Anh em, để ta biết lẽ thật, ta phải ở trong đạo của Chúa. Em trong lời Chúa, cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Để ta biết lẽ thật thì phải ở trong lời của Chúa. Nếu có những người nói, Chúa ơi, sao con vẫn như thế này, con vẫn không được thay đổi, bởi vì con người đó không chịu áp dụng lời Đức Chúa Trời vào đời sống của chính mình. Amen. Trước nhất là không đọc, chỉ ngủ thôi. Ở đây chúng ta có những người không có cơ hội đến trường, như bác gì? À, bác Phát. Bác Phát không có cơ hội đến trường. Trên trung tâm phải mua một cái loa USB. Một ngày kia tôi bước vào phòng của bác Phát, tôi thấy anh em ngồi đang đọc kinh thánh. Bác Phát cũng ngồi nghe đọc, nhưng mà tôi kêu, tỉnh lại đi con, tỉnh lại. Anh em, để chúng ta biết lẽ thật thì chúng ta phải ở trong lời của Đức Chúa Trời. Mà để chúng ta ở được trong lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải đọc và suy gẫm lời của Chúa. Amen. Và cái chữ biết lẽ thật này không dừng ở chỗ này đâu. Chữ biết theo tiếng Hy Lạp, vì Tân Ước viết bằng tiếng Hy Lạp. Đặc biệt sứ đồ Giăng được Thánh Linh của Chúa thần cảm để ông viết Tin Lành Giăng cho người Hy Lạp, thì ông viết bằng ngôn ngữ của họ. Và chữ biết này không phải học mà là biết, nhưng chữ biết này nói lên sự từng trải kinh nghiệm về lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Tôi hỏi thật này, bao nhiêu người ở đây đã kinh nghiệm được lời Đức Chúa Trời cho chính mình? Có khi áp dụng vào lời Chúa vào đời sống của mình, mình thấy có linh nghiệm. Mình áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào đời sống cầu nguyện, mình thấy linh nghiệm. Mình áp dụng lời Đức Chúa Trời vào sự thờ phượng cá nhân, tập thể, mình thấy linh nghiệm. Amen. Và mình kinh nghiệm những lời hứa của Chúa chẳng bao giờ Ngài nói dối với chúng ta. Hallelujah. Và nếu chúng ta không kinh nghiệm thì tôi nói em rằng chúng ta sẽ rơi vào quan điểm này. OC đoạn 4 câu số 6, đây là những câu thánh rất quen. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Dân ta bị diệt, dân Do Thái bị tuyệt diệt bởi vì họ thiếu sự hiểu biết. Họ thờ Đức Chúa Trời và họ cũng thờ ba anh ác tặc tê, phải không ạ? Có phải không? Họ ăn tiệc thánh, họ cũng ăn đồ cúng, phải không ạ? Ngày nay nhiều lắm anh em, trong hội thánh nhiều lắm. Nhiều người bị diệt vẫn đi nhà thờ, nhưng đời sống cực kỳ gian khổ. Vẫn hát nhạc thánh, Ngài làm những phép lạ lớn lao, nhưng cuộc đời họ không bao giờ thấy một phép lạ nào thật sự đến cuộc đời của họ hết. Amen. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau ở tại phòng 2, thầy Tú tôi vừa bước vào, thầy Tú dịch cái câu tiếng Anh là nếu hôm nay không trả tiền thì sẽ gọi cảnh sát. Thầy Tú biết tôi nợ trung tâm, không phải là tôi nợ mà trung tâm nợ thầy Tú 30 triệu. Giàu ghê thiệt luôn. Thầy Tú thấy tôi vừa bước vào nói ngay câu đó, nếu hôm nay không trả tiền thì sẽ gọi cảnh sát.
hiện nói với tôi và tôi nói bố đâu có mắc nợ đâu, trung tâm đó chứ. Nhưng mà khi tôi về phòng anh biết gì, một tin nhắn tinh tinh, thầy cho em số tài khoản để em gửi tài chánh chúc phúc cho thầy. Anh em có tin rằng đến ngày nào tôi chưa cho họ số tài khoản không? Chứ không phải tôi nghe một cái là họ gửi. Con người tôi nó kỳ kỳ vậy anh em. Trên mới thấy những điều diệu kỳ. Amen. Amen. Nếu tôi để cho cô Phương bán nhà, tôi có xe tôi chạy, có gì đâu để phải nói. Nhưng Chúa nhìn thấy 17 năm rất dài đối với tôi. Thì tôi biết lại thật sẽ làm tôi được tự do cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Có nhiều đợi người chúng ta không bao giờ chờ đợi Chúa. Chúng ta vẫn biết Chúa muốn ta chờ đợi. Amen. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chạy trước mặt Chúa không? Cầm đèn chạy trước ô tô không? Chúng ta luôn luôn giận Chúa đến mức độ chứ ta đi theo con ta chóng mặt quá cho ta nghỉ chút đi. Ta đi theo con hết nổi rồi cò ơi. Ta đi theo con hết nổi rồi hừng ít tóc ơi. Con dẫn ta đi lanh quanh quá, con không đi một đường thẳng. Ta là Đức Chúa Trời của sự ngay thẳng mà con cứ dẫn ta đi. Chúng ta lại nói gì? Đi vậy mới thích Chúa à? Đi vậy mới thích. Anh em, lời của Chúa nói dân ta bị giết vì cớ thiếu sự thông biết. Ngày nay có nhiều người mang tiếng rằng vẫn tin Chúa rồi, nhưng trong nhà sự thờ cúng kỹ cũ kỹ vẫn còn cai trị họ. Amen. Làm sao chúng ta được phước được? Mà cái thánh Chúa nói là dân ta bị giết. Amen. Bị giết. Amen. Bị giết vì cớ thiếu sự hiểu biết. Anh em, chúng ta phải hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Nếu không chúng ta bị giết. Cho tôi nghe chữ amen. Vẫn có nhiều người cho vay nặng lãi. Vẫn có nhiều người đi mượn người cho vay nặng lãi. Anh em, nếu ta không biết lẽ thật này, chúng ta chết. Chúng ta sẽ bị giết. Lời của Chúa nói chứ không phải lời Ngô Tân Sĩ. Amen. Dân ta bị giết. Không phải là vì cớ thiếu tiền. Không phải là vì cớ nhà nghèo. Amen. Không phải là làm rễ người tiền. Nhưng đừng khinh lời nghe. Đây là Elon Musk tiền này. Chú nói dân ta bị diệt. Không phải là vì cớ con sinh ra và lớn lên một gia đình không có giàu có. Dân ta bị diệt. Không phải là vì cớ sai chân lợi thế. Không phải. Nhưng dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Amen. Thông biết có lẽ là biết một cách thấu đáo. Amen. Biết một cách rõ ràng. Amen. Biết một cách chắc chắn. Amen. Không biết mập mờ. Hallelujah. Hallelujah. Không mập mờ được anh em. Ngày nay có nhiều con cái Chúa biết lời của Chúa mập mờ lắm. Cho nên họ trộn lời của Chúa và thế gian lại với nhau. Họ sống như một người thế gian vậy đó. Không có gì là khác biệt cả. Không có gì là một dân thánh của Chúa cả. Và cái thánh Chúa nói gì? Bởi người bỏ sự thông biết thì gì anh em? Ồ, thì ta cũng bỏ người. Đã bị giết rồi mà Chúa bỏ nữa thì nói là xong rồi, xong rồi. Amen. The end, có là kết thúc. Không còn cái gì để nói nữa hết rồi. Khiến ta bị diệt, khiến ta cùng khốn mà Chúa vẫn còn ở để Chúa bày tỏ lòng thương xót thì ta còn có cơ may phải không ạ? Amen. Chúng ta vẫn còn cái cửa để ta sống. Nhưng mà Chúa nói là bị diệt rồi, mà Chúa nói vì cái người bỏ sự thông biết có cái gì? Ta khước từ sự thông biết. Cho nên ồ, tôi đây một bụng tiếng Anh này bây giờ thông biết gì nữa. Everything, hát như là tiếng ấy ấy vậy đó. Anh em, chúng ta xem lại những ngày qua tôi và anh em có trân trọng sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời không? Hay là chúng ta nói gì? Ồ, cứ đêm ngày cứ nói hoài cái điều này. Lời. Tôi bây giờ chỉ có tiền thôi. Mà tôi chỉ muốn về phép thôi. Đúng không Sơn? À, Sơn còn lắc đầu nữa không? Là không từ cái điều đó.
Đêm ngày cứ nói hết cái chuyện này, cứ nói chuyện kia, không nói chuyện gì khác hơn. Anh em, Chúa nói vì cớ ngươi bỏ sự thông biết là chúng ta khinh lờ lời của Đức Chúa Trời, khinh lờ sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Chúa nói gì? Ta cũng bỏ ngươi luôn. Và anh em tưởng tượng coi, khi mà Chúa bỏ chúng ta thì chuyện gì xảy ra đây? Ác, xin lỗi, Thánh Linh lìa khỏi Saul. Có là bỏ đó phải không ạ? Có phải không ạ? Cái gì làm bạn với Saul vậy? Cái gì? Anh em nói nha, không phải tôi nói đâu đó. Mà anh em nói đúng. Amen. Hãy vỗ tay. Vỗ tay mạnh mẽ đi coi nào. Hallelujah. Thầy Tú không chỉ vỗ tay, một bên em xin mời thầy đứng lên vỗ tay một mình. 10 cái. Vỗ tay, không có thắc mắc gì. Amen. Cảm ơn con. Hallelujah. Anh em, hãy nhớ điều này. Chúng ta bị diệt cũng vì một lý do thiếu sự thông biết lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, chúng ta khước từ sự thông biết. Người ta giúp mình lời Đức Chúa Trời, chúng ta nói gì? Tôi không cần nghe. Tôi không thèm nghe. Anh em, Chúa nghe không vậy? Chúa bắt đầu Chúa bỏ. Tôi nói em, Chúa bỏ cuộc đời chúng ta trở nên khốn nạn lắm anh em. Khi Đức Chúa Trời xây mắt khỏi tôi không muốn vậy. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu trong một giây đồng hồ thôi, Đức Chúa Trời đã gào lên, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Trong 3 năm rưỡi, Ngài thành chức vụ không một giây phút nào diễn ra điều đó cả. Nhưng chỉ trong tích tắc đồng hồ, Đức Chúa Cha là Thánh nhìn và thấy trên thân thể của Chúa Giêsu đầy tội lỗi, đầy mùi hôi thối phải không ạ? Của cả nhân loại này. Chúng ta thấy giống như một con đám ruồi nó bu vào một miếng thức ăn vậy đó. Đức Chúa Cha ngoảnh mặt. Và Chúa Giêsu cảm thấy bị cô đơn. Amen. Amen. Ngài cảm giác như là Ngài bị bỏ vậy đó. Và Ngài đã gào lên rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Trên anh em, hãy cầu nguyện cho mình những ngày cuối năm này. Đó là không phải chỉ ở trong đạo của Chúa, trong lời của Chúa mà thôi. Không phải sống lời với lời của Chúa mà thôi. Nhưng con phải biết lẽ thật nữa, amen. Con phải thông biết lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời nữa, amen. Amen. Con phải thông biết. Tại sao thông biết này trở nên quan trọng vậy, anh em? Kinh Thánh Chúa nói tiếp này. Khi một người hầu Chúa mà bỏ sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời và lấy đời đặt trên chức vụ của mình, lấy thế gian quyền lực đời này đặt trên chức vụ của mình, trên hội thánh của Chúa Giêsu đổ máu ra để mua, thì đây là lời Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa, amen. Kinh khiếp lắm anh em. Chúng ta có thể được người này chào, dạ em chào mục sư, amen. Amen. Người kia chào, dạ em chào mục sư hội trưởng, amen. Nhưng Chúa nói gì? Ta đã bỏ nó rồi. Như Ngài đã từng nói với những người khác về Saul, phải không ạ? Ta đã bỏ nó rồi. Hỡi những người hầu Chúa ở trong hội thánh Chúa tại đây mục vụ này, các con có cùng bố tôn trọng sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời không? Nếu không cẩn thận, Chúa bỏ chúng ta. Có thể người ta vẫn còn tôn trọng, người ta gọi là bằng thầy, nhưng Chúa nói ta đã bỏ nó rồi. Hoặc có thể người ta vẫn còn tôn trọng anh em mình ở đây, chào anh, chào bạn, nhưng mà Chúa nói gì? Ta đã bỏ nó rồi. Chúng ta học về môn đồng hành Đức Thánh Linh. Chúng ta có biết là trong từng giờ ta phục vụ Chúa, chúng ta Chúa có đồng hành với mình không? Hay là ta đứng lên chúng ta làm trò cười cho thiên hạ, rồi sau 15 phút, 20 phút, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ, ta bước xuống và ta vẫn nói, ồ không sao, không có gì xảy ra cả. Chức vụ của tôi rất là sợ, đó là Chúa bỏ tôi. Tôi rất sợ điều này. Con người có thể bỏ tôi, nhưng đối với tôi rất là sợ Chúa bỏ tôi. Đó là khi tôi phạm tội, khi tôi cố chấp, khi tôi không còn biết lắng nghe, khi tôi bắt đầu bỏ lời Đức Chúa Trời qua một bên
và tôi sống theo kỷ ước của tôi. Amen. Càng ngày tôi càng ép mình vào khuôn khổ với lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và lời của Chúa luôn luôn ngược lại với ý của tôi. Và sống theo lời Chúa không dễ. Khó. Nhưng nếu ta chấp nhận sống, chúng ta sẽ có kết quả vô lượng. Và nếu một người cha, anh em để ý này, nếu một người cha mà không tôn trọng sự biết lời Đức Chúa Trời thì Chúa nói gì? Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Này, hãy nghe điều này. Đừng chỉ sống cho cái nỗi vui sướng của mình mà không để ý đến thế hệ kế thừa từ mình ra. Sống phải để lại cái đức cho con cái. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Không, nó sẽ là kim đâm vào mắt chúng ta đó. Không, nó sẽ là cái gai đâm vào họng chúng ta đó. Đó là nếu một người cha bỏ lời của Đức Chúa Trời. Chúa không phải chỉ xử một mình người cha đâu, mà Chúa nói rằng là ta sẽ bỏ con cái của người luôn. Như vậy có hậu quả do người cha xảy ra không anh em? Thế đừng bao giờ sống ích kỷ, chỉ sống cho mình mà không nghĩ đến con cái của mình. Tôi làm cái gì đến ngày hôm nay tôi phải nhớ đến con của tôi. Amen. Và tôi nhớ đến các con. Amen. Amen. Phải rất là nghiêm túc. Bởi vì không, Chúa nói ta cũng sẽ quên con cái của người. Bây giờ chúng ta đến điều thứ ba. Khi Chúa Giêsu nói khi các ngươi biết lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha, phải không ạ? Thế là dân Do Thái nhảy dựng lên. Có phải không anh em? Có phải không ạ? Có phải không anh em? À, chúng ta đọc lại câu này nha. Bắt đầu từ câu thứ 32 đổ đi, Giăng đoạn 8. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bản Kinh Thánh khác dịch đó là lẽ thật sẽ làm cho các ngươi được tự do. À, thì câu 33 bắt đầu họ nói gì? Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Anh em, điều thứ ba chúng ta học đó là gì? Phải được tự do khỏi tội lỗi. Tôi muốn ta đọc với tôi điều thứ ba này. Phải được tự do khỏi tội lỗi. Tôi muốn chúng ta đọc lại ha. 1, 2, 3. Phải được tự do khỏi tội lỗi. Anh em, khi Chúa Giêsu nói là khi các ngươi biết lẽ thật, nếu Chúa dừng ở đó thì không có gì bàn cãi cả. Nếu Chúa nói là các ngươi hằng ở trong đạo ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ ở, các ngươi biết lẽ thật chấm hết thì không có gì nói. Nhưng Chúa Giêsu dùng một cái từ mà họ nổi sung lên, đó là lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Buông tha mới được tự do, phải không ạ? Một người ở trong tù, tù án, như bạn của Hiển vừa rồi tôi đi lên Đà Lạt, nhóm có một người tên là Điền. Xảy ra cái vụ mà Hiển có kể với tôi là mười mấy năm về trước. Nếu mà Chúa không cho Hiển đi đường khác về nhà thì đêm đó Hiển cũng chung cái vụ đó rồi. Hiển vừa đi về tới nhà thôi, họ đi đường khác, trong đó có Điền. Thế là va chạm xe với nhau thì bắt đầu không kìm hãm được hành vi, và bạn của Hiển đã gây ra vụ giết người. 15 năm tù. Và tôi đã từng hỏi những người, nếu ngày mai mình biết mình ra khỏi tù mừng không? Họ chua ra khỏi và nói luôn. Đêm cả đêm đó không ngủ được, phải không ạ? Có ai không ạ? Vì bắt đầu được tự do. Em ơi, được tự do ăn bát phở. Có phải không? Được tự do uống ly trà sữa. Được tự do đi uống cà phê. Được tự do chải tóc kiểu gì thì chải. Được tự do nấu ăn. Ai cũng khát khao hai chữ tự do anh em. Những cái điều tôi đang nói đây, tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Amen. Amen. Đây là điều ít người khao khát. Vì cái đó chúng ta thấy gì? Họ vẫn biết tham nhũng là sẽ đi tù. Nhưng sự tham lam đó đã thắng hơn cái nỗi khát khao đó là họ phải được tự do. Amen. Amen. Họ thích sống, ăn chơi, một bữa tiệc rượu,
Có những quan chức chúng ta biết rằng uống một bữa rượu của họ cả tỷ đồng Việt Nam. Có 5-6 tỷ đồng Việt Nam. Tôi nói Chúa ơi, Chúa bảo họ dân ý cho con này, mua đất con mở trung tâm giải cứu người nghiện, con thấy còn có lý hơn. Amen. Tại sao uống một bữa rượu mà 5-6 tỷ đồng Việt Nam? Anh em chúng ta, nếu chúng ta, Chúa đang nói với những người Giu-đa phải không ạ? Amen. Sáng nay lời của Chúa nói với những người đã biết Chúa đang có mặt ở trong một vụ này, và con cái Chúa đang theo dõi chương trình online. Trước đây tôi là con mục sư, tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn phục vụ ban nhạc. Nhưng mà tôi biết tôi đầy tội lỗi. Tôi chẳng biết Chúa là ai hết. Tôi chỉ muốn buổi nhóm càng kết thúc càng nhanh càng tốt để tôi đi ăn chơi. Tôi chỉ muốn đêm Giáng sinh càng nhanh càng tốt để tôi đi chơi bời với các bạn bè của tôi ở dưới phố Tam Kỳ. Tôi chỉ thích nhậu, tôi chỉ thích hung hăng, tôi chỉ thích đánh lộn, tôi thích cây gỗ, tôi thích làm điều này điều kia, và cuộc đời của tôi thật là bi đát. Và khi tôi đọc câu kinh thánh này, chúng ta trở lại, chúng ta thấy điều gì ở đây? Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ơi. Vậy tại sao thầy nói rằng các ngươi sẽ đến tự do? Giống như là họ nói, ê, ông bây giờ xúc phạm tôi nha. Ê, đừng nha, đừng, không được xúc phạm nha. Chúng tôi là dòng dõi Abraham. Nhưng mà họ quên mất rồi. Đây là sự mặc khải này anh em. Đây là sự mặc khải này. Họ nói họ là dòng dõi Abraham, nhưng họ không hề hay biết rằng Abraham ra từ Eva, Adam. Bao nhiêu người nói tôi đúng, nói đúng kinh thánh? Thầy Hiển, dạ tay bố nói đúng kinh thánh không? Thầy Sơn, bố nói đúng kinh thánh không? Anh em, họ quên mất. Họ nói là chúng tôi là dòng dõi Abraham, nhưng họ quên mất Abraham ra từ đâu? Abraham ra từ Adam, Eva. Họ không hề hay biết tội tổ tông. Amen. Amen. Họ không hề hay biết họ là một tội nhân. Có đúng như vậy không? Họ bỏ cái lịch sử Adam và Eva. Họ tự hào Abraham là cha của đức tin. Amen. Amen. Họ tự hào Abraham. Hallelujah. Amen. Họ tự hào Abraham đi xe hai cửa. Amen. Họ tự hào dòng dõi Abraham. Họ quên mất Abraham ra từ Adam và Eva. Quên mất. Chúng ta học giáo lý, chúng ta có tội tổ tông phải không ạ? Phải không ạ? Đó là tội của tổ tông truyền lại đời sống của chúng ta. Chuyện David nói gì? Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Em bé chưa lọc lòng mẹ thì đã là một tội nhân rồi. Chúng ta thấy điều này rất rõ. Cha mẹ sinh con, không ai dạy nó văn tục chữ thề lớn mà nó biết. Các bạn không? Có người cha nào dạy hút thuốc, có người cha nào dạy ô bất hiếu đâu. Nhưng mà chúng ta thấy có những đứa con nó nổi loạn với cha mẹ và nó bộc lộ cái bản chất của nó phải không ạ? Điều đó chúng ta thấy rằng đó là bản chất của tội lỗi. Thật là buồn, dân Do Thái không hề hay biết. Họ tưởng Abraham là ngon rồi đó. Nhưng họ không hề hay biết rằng đó là dòng dõi của họ ra từ Adam, Eva, dòng dõi đã từng phạm tội. Cho tôi nghe chị amen. Thế bây giờ chúng ta ôn lại một chút nhé. Tội lỗi theo tiếng Hy Lạp là gì? Học rồi mà. Sai mục tiêu. Phải không ạ? Lệch mục tiêu giống như mũi tên bắn ra khỏi cây cung phải không ạ? Lệch đích. Không đi đúng hướng. Khi chúng ta vào trung tâm này, chúng ta có mục tiêu vào đây để nhờ Chúa Giêsu giải cứu cuộc đời chúng ta. Amen. Amen. Nhưng vào đây rồi, ban đầu chúng ta thấy ô tốt, nhưng sau đó mục tiêu bắt đầu gì? Chúng ta bắt đầu coi trọng việc ăn uống hơn, coi trọng sự tự do theo cái cách đó là chúng ta ở đây không có quản giáo phải không ạ? Có phải không ạ? À, chúng ta muốn làm gì làm. Chúng ta coi trọng về luyện tập thể hình của mình nhiều hơn chăng?
Và khi đời sống ta lệch mục tiêu là chúng ta đã phạm tội rồi, amen. Anh em hiểu tôi nói không? Bao nhiêu người vào đây mà không có mục tiêu, tôi không tin. Tôi không tin. Tất cả chúng ta vào đây đều có mục tiêu. Cho tôi nghe chưa? Amen. Amen. Đó là thay đổi cuộc đời của mình. Thế thì bây giờ chúng ta hãy bỏ lên căng căng. Chúng ta thay đổi được bao nhiêu rồi? Đáng lẽ chúng ta nhắm mục tiêu, nhắm mục đích mà chạy, chúng ta bắt đầu làm thầy rồi đó. Hallelujah. Amen. Bắt đầu chúng ta dạy dỗ người khác được rồi. Anh em thương tôi không? Thì anh em phải cho tôi có thời gian nghỉ chút chứ. Đáng lẽ anh em phải là người học những bài học từ cuộc đời của chính mình. Cuộc đời của được là một cuốn sách để cho người khác đọc để họ được giải cứu. Amen. Cuộc đời của Huy là một cuốn sách. Cuộc đời của Tuấn Anh là một bộ phim để người khác coi và có kết thúc có hậu. Cho tôi nói chứ, amen. Chúng ta thấy khi trước đây chúng ta chưa gặp của Chúa đi coi phim rạp đó. Thường thường ra cái này nói gì, bộ phim kết thúc có hậu, phải không ạ? Đúng không ạ? Và có những bộ phim tay ra nói gì? Biết thế không bao giờ mua. Có phải không? Vì bộ phim kết thúc không có hậu. Cuộc đời của chúng ta trước đây bị ma quỷ nó viết. Những cái điều chúng ta trở thành những diễn viên mà nó trang điểm cuộc đời chúng ta quá ghê gớm, phải không ạ? Có phải không ạ? Có phải không ạ? Nhưng bây giờ Đức Thánh Linh trang điểm. Hãy để cuộc đời này đóng một bộ phim về cuộc đời của Chúa Thánh Giêsu đã thay đổi mình có học. Mà ai đó coi bộ phim về cuộc đời chúng ta, họ phải khóc. Và họ phải nói rằng ước ao gì mình có cuộc đời giống như người này. Ước ao gì con của mình giống như cậu học trò này. Ngày qua có một người chị em bên Mỹ theo dõi bài giảng của Hiển. Và người chị em này sau đó nhắn tin cho tôi và nói gì? Nghe học trò của mục sư giảng mà con thèm quá. Con thèm em của con được giải cứu. Và khi tôi đọc tin nhắn tôi được khích lệ lắm. Bố nói này không phải bắt thang cho con Lê nữa nha con. Con Lê là bố rút thang á. Nhưng mà tôi muốn nói để chúng ta gì? Cuộc đời của tôi và anh em phải là bộ phim kết thúc có hậu. Đừng là bộ phim gian dở. Amen. Amen. Và đừng là bộ phim kết thúc không có hậu. Phải có hậu. Thứ hai, theo định nghĩa của Kinh Thánh, tội lỗi là trái với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhân nhất đoạn 3 câu 4. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Anh em, khi chúng ta sống không đúng lời Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu phạm tội rồi. Amen. Chứ không phải đợi chúng ta phạm tội dân dâm rồi giết người mới nói là phạm tội đâu. Chỉ cần chúng ta không sống đúng Kinh Thánh là chúng ta đã phạm tội rồi. Có đúng như vậy không các bạn? Có đúng như vậy không? Cho nên em, đời sống của tôi và em phải rất chuẩn mực với lời của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Phải rất chuẩn mực. Không lệch được. Vì lệch là đi ra khỏi con đường của Chúa. Và ta sẽ lao xuống dốc. Chúng ta thấy bao nhiêu tai nạn xảy ra. Đó là khi tài xế chỉ cần ngủ gục. Lệch lái một cái thôi phải không ạ? Gây ra tai họa liên hoàn. Và chưa nói có những tài xế lao xuống cả vực thẳm luôn, kéo trên xe đó mấy chục mạng người, phải không ạ? Anh em thấy không? Chỉ cần chúng ta là một người cha, một người thầy, một nhân sự, một người anh, mà chúng ta chỉ cần lệch một cái với lời Đức Chúa Trời, nhiều người vì chúng ta mà bị chết. Hãy rất cẩn thận. Điều thứ ba, Kinh Thánh có nói về tội lỗi, nhưng mà Thánh dùng một cái từ mà khi nãy tôi có nói với anh em đó, coi cái clip đó, là con nhện nó dùng những cái dây tơ của nó, phải không ạ? Và Kinh Thánh nói hình ảnh đó là tội lỗi dễ vấn vương. Hebrew đoạn 12 câu số 1. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Ba người thừa nhận rằng cuộc đời chúng ta có những cái tội lỗi rất dễ vấn vương mình. Vấn vương là gì? Con nhện quấn chúng ta này. Bỏ thì thương, vương thì nợ nè. Bao nhiêu thừa nhận điều đấy? Anh em phải thắng được cái tội lỗi này nha. Phải thắng được tội lỗi này nha. Có nhiều người bị tội lỗi vấn vương về tình dục. Họ bị yếu điều này. Có nhiều người bị tội lỗi về ma môn, tiền bạc. Bởi vì họ yếu lãnh vực này. Có nhiều người bị tội lỗi vấn vương. Đó là kiêu ngạo. Muốn quyền lực
trong hội thánh. Có nhiều người bị tội lỗi vấn vương, đó là sự ích kỷ trong lòng của chính mình. Có nhiều người bị tội lỗi vậy vấn vương, đó là sự cay đắng không chịu tha thứ. Có nhiều người bị tội lỗi vấn vương, đó là thích coi phim sex. Có nhiều người bị tội lỗi dễ vấn vương, đó là thuốc lào, thuốc lá, lô đề, cờ bạc. Họ cứ té hoài một cái điều đó. Đó là tội lỗi dễ vấn vương. Và chỉ có Chúa Giêsu mới dạy chúng ta điều này mà thôi. Amen. Amen. Tôi thấy thầy Tú có đồng hồ rồi, nhưng mà tôi vẫn đi tiếp. Tôi không lệ thuộc cái đồng hồ đó đâu. Amen. Bây giờ ta để ý này, quyền lực của tội lỗi nha. Câu thánh này, anh em để ý này. Hebrew đoạn 2 câu 14-15, tôi xin đọc. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt cái cầm quyền sự chết là ma quỷ. Amen. Nọc độc tội lỗi là sự chết. Và Chúa Giêsu dùng sự chết của Ngài phá cái kẻ cầm quyền sự chết này là ma quỷ. Amen. Chúa đã tiêu diệt nó cái đây hơn 2000 năm rồi. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Hơn 2020 năm về trước rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm nay có rất nhiều người vẫn chưa được giải cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Và ta đi tiếp thấy cái chữ này mà rất là còn câu 15. Ai đã dở xin nhìn vào câu 15. Chúa Giêsu bởi sự chết mình không phải chỉ phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ mà thôi đâu. Nhưng Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài giải thoát mọi người vì sợ sự chết. Tôi nghe chữ Amen. Ví dụ bác sĩ nói cái bệnh ung thư này xong rồi. Amen. Khi thầy Hiển nhận được cái kết quả từ bác sĩ y học dược, chúng tôi có mặt ở tại khách sạn buổi chiều tối hôm đó. Và chúng tôi nhìn thấy một trận chiến đang xảy ra. Mà hôm qua hôm kia thì Hiển cũng đã có chia sẻ rất thật với ta điều này. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ một trận chiến đã xảy ra. Sự căng thẳng, đó là sợ chết, phải không ạ? Nhưng đây là tin tức tốt lành. Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài không phải chỉ để phá diệt cái cầm quyền sự chết là ma quỷ mà thôi, nhưng Ngài giải thoát cho những người sợ sự chết. Giải thoát là Ngài giải cứu. Amen. Amen. Giải cứu. Ai đang sợ chết vì có những chứng bệnh gì thì đây là tin tức tốt lành cho chúng ta. Đừng sợ nó. Bởi Chúa Giêsu, Ngài đã nói giải thoát mọi người vì sợ sự chết. Thứ ba, đó là bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Tôi muốn anh em gạch đỏ cái chữ bị cầm. Bị cầm là gì anh em? Bị cầm là bị giam cầm trong ngục tù của tội lỗi. Cho tôi nghe chữ Amen. Thế thì anh em yêu dấu của tôi, sáng nay chúng ta nghiêm túc đi. Bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta có thay đổi, chúng ta kinh nghiệm Chúa, chúng ta được tái sanh. Nhưng chúng ta đừng như dân Do Thái nói rằng là chúng tôi là dòng dõi của Abraham. Chúng tôi chưa từng làm nô lệ ai. Chúng tôi ở trong gia đình tái sanh. Chúng tôi đâu có làm nô lệ ai đâu. Đừng. Hãy nhìn nhận một cách rõ ràng. Đó là bao nhiêu người thừa nhận rằng mình ở đây, nhưng tự mình biết rất rõ mình vẫn còn bị giam cầm trong ngục tù của tội lỗi nào. Đó, nếu có cơ hội là chúng ta phạm tội ngay. Đó là người vẫn còn bị giam cầm trong ngục tù của tội lỗi. Ví dụ thấy thân nhân mình xuống thăm, thấy ba mình bọc qua thuốc trên này, cái nói gì? Bà, có là có cơ hội là phạm tội. Thì tôi nhân danh Chúa Giêsu người đã xét, và tôi nói với anh em rằng nếu ai là như vậy, hãy tỉnh thức với lời của Chúa. Người đó vẫn còn bị giam cầm trong ngục tù của tội lỗi. Thấy tiền bạc, mình đang cần nó đây, bây giờ đúng là buồn ngủ gặp chiếu mình. Nếu là vậy, chúng ta vẫn còn bị giam cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Anh em chỉ có Chúa Giêsu, và chỉ có một tội nhân thật sự ăn năn hạ mình thống thiết trước mặt Chúa một cách thành thật,
Chúa giải cứu con người đó. Amen. Còn không, tôi nói em có cơ hội là chúng ta phạm tội đó. Có phải không? Tôi nghe lời chứng của Hiện rất hấp dẫn. Khi báo tin rằng là chết, Hiện còn nói với tôi, bố à, họ nói nếu mổ là ngày 14 con, 14, 15 gì đó, là tháng 11 vừa rồi là mổ đó. À, tháng 12 vừa rồi là mổ. Và họ nói gì 50-50, có nhiều người phanh ngực rồi lên bằng mổ chết. Chưa kịp vừa là mổ lòng ngực ra để chuẩn bị đến lá gan và túi mật đó, thì nói tôi là có nhiều người đã chết. Và Hiện đã chia sẻ cảm xúc này rất rõ phải không? Nó đến ngay. Sống gì nữa? Nó đến ngay, phải không? À, nói hay lắm, nó nói rất là hay, sống gì nữa? Bác sĩ nói chết rồi mà. Sống gì nữa, thôi bây giờ chết trong sung sướng đi. Chết trong đêm mê đi. Chết có cảm xúc đi, chết mà không đau đớn đi. Trong khách sạn, thiếu gì, phải không? Cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ anh em mình. Và anh em mình đã không ở trong cái sự giam cầm của ngục tù đó nữa. Anh em có nhiều người dùng sự yếu đuối của mình để bào chữa cho sự phạm tội của mình. Tôi bị đau mà. Tôi phải giảm đau chứ. Tôi phải mọc phin chứ. Phải không? Tôi phải heroin chứ. Tôi phải rượu nặng chứ. Giảm đau mà. Tinh vi lắm anh em. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Trong cái thứ nhì, Galati đoạn 5 câu 1. Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do. Có chữ đã không anh em? Khi Chúa Jesus quyết định chết cho tôi, có nghĩa là Ngài đã quyết định tôi phải được tự do. Amen. Dù tôi đã nhiều lần nhiều lúc, nhưng hôm nay tôi đã được tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Amen. Tôi đã được tự do ra khỏi con người mang một thân thể hai chết chóc này. Amen. Tôi không còn sống trong sự sợ hãi nữa anh em. Trước lễ cảm tạ, tôi răng của tôi có vấn đề. Tôi giấu nhà tôi giấu các con. Tôi chỉ nói các con là nếu gặm xương thì nó có thể lôi cái răng ra ngoài đó. Nhưng mà trong cái chỗ tôi ở với Chúa đó, nó cũng lãng mạn đến nó gì. Mày ung thư quai hàm rồi đó. Đau lắm anh em. Nhất là phía bên này tôi đau không chịu nổi. Hít, hơi thở đó. Nó vô nó cũng đau. Uống nước nó cũng đau. Tôi giấu nhà tôi giấu các con. Tôi không muốn anh em bị phân tâm. Trong chỗ cầu nguyện của tôi đã chiến thắng cái lời nói dối đó, amen. Và tôi nói với Chúa, xin khôi phục lại hàm răng con đi. Và cảm ơn Chúa đến ngày hôm nay là có thể gặm xương rồi mà không cần phải răng phải ra, amen. Và uống nước lạnh hay súc miệng, nó không còn đau buốt, không còn gì nữa trên cái hàm răng của tôi nữa. Anh em thấy không? Đấng Christ đã buông tha tôi và anh em cho được tự do. Có là chúng ta không còn ở trong ngục tù của tội lỗi nữa. Chúng ta không còn bị giam cầm nữa. Chúa mở cửa, Chúa tháo xiềng và Chúa nói hãy bước ra con. Hallelujah. Đây là cơ hội, đừng chần chừ các con. Đi tiếp ta thấy gì? Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Khi nãy Chúa dùng cái từ bị cầm phải không ạ? Bây giờ Chúa dùng cái từ là ách tôi mọi. Cái ách là cái gì anh Hà nhỉ? Cái ách là cái gì ạ? Anh Hà? Cái ách là cái gì ạ? À, cái ách. Khi nói đến cái ách là người miền Trung và tất cả mọi miền đều biết liền là cái ách để trồng cái cổ con bò con trâu phải không ạ? Có phải không ạ? Để kéo cày. Để kéo xe cộ phải không ạ? Tôi từng chứng kiến có những con bò rất thương lắm. Có những con la rất thương. Người ta kéo, nó kéo một xe cộ người ta chụp hàng á. Và nó đi rất nặng nhọc phải không ạ? Đi từng bước lên dốc. Và khi tôi chưa được, khi tôi nhìn chú nói tôi, cuộc đời con giống vậy đó sư. Đó là trên lưng tôi đầy dậy gánh nặng. Trên lưng tôi đầy dậy những chồng chất của tội lỗi. Amen. Anh em có biết cái ách tôi mọi này Chúa muốn nói điều gì không? Có nhiều người không thắng được một tội lỗi nào đó
Vì cớ cái ách nó trồng lên cổ của mình rồi, phải không ạ? Nó bắt mình lệ thuộc cái tội lỗi đó rồi. Thủ dâm chăng? Ghen chăng? Cờ bạc chăng? Lô đề chăng? Tình dục chăng? Những điều ô uế bất khiết chăng? Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta lại bị nó bắt chúng ta phải kéo cái đó, phải không ạ? Đi với điều đó trong năm mới này. Anh em đừng đi vào năm mới với cái ách này nữa. Amen. Amen. Đừng đi vào năm mới mà kéo nguyên cả cái ách. Dằn dâm ô uế, xấu xa, tình ngôi, đủ thứ mọi điều. Đừng đi vào năm mới với cái ách đó trong cuộc đời chúng ta nữa. Hallelujah. Bởi vì sự sức giàu của Chúa trong Ê-sai 35 câu 10 nói gì? Trong ngày đó, sự sức giàu của Chúa bẻ gãy mọi ách. Amen. Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Amen. Ngài đã được sức dầu để bẻ cả cái ách đó trong cuộc đời con người này, để bẻ cả cái ách chơi game trong cuộc đời con người này. Amen. Để bẻ cả cái ách không đúng lời được Chúa Trời trên cuộc đời của ai đó trong chúng ta. Cho tôi nghe chị. Amen. Chị các bạn đừng vội vàng kết thúc buổi nhóm mà không để ách của chúng ta bị bẻ gãy. Hallelujah. Ở đây tôi nói xin em đừng bước vào năm mới mà cuộc đời chúng ta phản mang ách, và chủ của cái ách đó là Satan nữa. Hallelujah. Nếu mang ách thì hãy lắng nghe điều Chúa kêu gọi, Chúa Giêsu kêu gọi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu. Gánh của ta dễ chịu, ách của ta nhẹ nhàng. Thà mang ách của Chúa hơn là mang ách của nó. Cho tôi nghe chữ Amen. Ách nó lên sự cai trị của quyền lực tội lỗi. Chúng ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ rằng chúng ta có còn bị tội lỗi nào cai trị không? Nếu ai đó tao thấy rằng nó vẫn còn cai trị chúng ta, Đức Thánh chưa hoàn toàn cai trị tôi và anh em, lãnh đạo tôi và anh em, mà nó vẫn còn cai trị thì ta bị trồng cái ách đó rồi. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài được sức dầu để bẻ cái ách này cho con. Ngài được sức dầu để đem con ra khỏi ngục tù. Amen. Amen. Xin giúp con Chúa ơi. Con không muốn sống kiểu này nữa. Amen. Và điều cuối cùng, điều cuối cùng trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu thứ 19 và 20. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vì có sự chi thắng hơn người, thuốc lá thắng hơn người, thì con người là tạo vật của Chúa Trời mà đi làm tôi mọi cho điều vô tri vô giác. Nếu tiền bạc ma môn thắng hơn con người, chẳng lẽ chúng ta là tạo vật của Chúa Trời lại làm tôi mọi cho tiền bạc sao? Phải không anh em? Nếu cái tôi của mình nó vẫn thắng hơn con người của mình, chẳng lẽ Chúa cứu mình để rồi mình tiếp tục làm tôi mọi cho cái tôi của mình sao? Tôi là vậy, tôi là vậy, tôi là vậy sao? Anh em, hãy khiêm nhường đủ. Amen. Amen. Hãy nói với Chúa rằng con chỉ muốn làm tôi mọi của Chúa mà thôi. Sứ đồ Phaolô đã từng nói một câu gì? Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước chính mình Đấng Christ vậy. Và tôi là kẻ tù của Đấng Christ. Amen. Amen. Trước đó ông đã từng làm phu tù cho Do Thái giáo. Amen. Amen. Ông làm phu tù cho người Pharisee. Ông bắt bớ Chúa Giêsu. Nhưng sau khi Chúa Giêsu giải cứu ông tại thành Đa-mách, ông đã trên một người, ông tuyên bố rằng ông là người tù của Đấng Christ. Amen. Đấng Christ là Đấng bắt đầu cai quản cuộc đời của ông. Trên hỡi em yêu dấu của tôi, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận vì điều này. Lời của Chúa nói tiếp gì trong câu 20? Vả chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Anh em đã không? Tại sao có người đang tốt và bỗng dưng nó trở nên tồi tệ? Bởi vì người đó bắt đầu quay trở lại và làm tôi mọi cho tội lỗi. Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nói. Câu 21. Chúng nó đã biết đường công bình
rồi lui lại đi về lời răng thánh. Anh em thấy không? Đã truyền cho mình, thế thì tha rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mưa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Anh em yêu dấu của tôi, đừng để câu cuối cùng nó trở nên cái điều gì đó cho cuộc đời của tôi và anh em. Con chó nó luôn luôn liếm lại đồ nó đã mưa, nó không biết ghê, nó không biết. Và công thánh này đã giúp đỡ tôi thắng hơn những điều tôi đã từng phạm phải với Chúa cách đây 30 mấy năm về trước. Vì tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời, tôi không phải là con chó. Amen. Và càng đặc biệt hơn nữa, tôi không phải là con heo. Con heo ta thấy tắm sạch sẽ chút xíu nó ra, thấy nằm vô lại cái nhớt liền. Nó không biết gì là sạch, nó không biết gì là nhớt đâu. Vì nó được coi là con vật ô uế, phải không ạ? Anh em, đừng để câu 22 trở nên một lời tiên tri tiêu cực cho chúng ta. Cho nên giờ này tôi kêu gọi anh em, đừng ai đó ở đây mà nói gì, tôi đâu có làm nô lệ gì đâu. Tôi tin rằng chúng ta hiểu chúng ta làm nô lệ cho những điều gì, phải không ạ? Có phải không ạ? Chúng ta làm nô lệ, chúng ta làm tôi mọi, chúng ta ở dưới ách thống trị của quyền lực tội lỗi rất nhiều. Cho nên đừng có nói là mình tin, đi nhà thờ, tham gia học kinh thánh là đủ rồi. Không, nhưng phải hầu đủ ba điều. Thứ nhất, đời sống ta phải ở trong lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta phải biết lẽ thật là lời của Chúa. Amen. Sống đúng với lời của Chúa. Thứ ba, đó là chúng ta phải được tự do ra khỏi tội lỗi. Amen. Chúng ta phải được buông tha ra khỏi quyền lực của tội lỗi, ra khỏi ngục tù của tội lỗi, ra khỏi bị giam cầm của tội lỗi. Chúng ta phải bị bẻ cái ách của tội lỗi cai trị trong lên cái cổ của tôi và anh em. Amen. Phao-lô đã từng nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, bởi vì ông đã bị ách tội lỗi trong cuộc đời của ông rồi. Cho đến khi ông kêu rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu giải cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này, thì ông mới được giải cứu các bạn. Điều thứ ba, đó là chúng ta phải nghiêm túc coi những gì những ngày qua thắng hơn chính mình. Mình là tạo vật của Đức Chúa Trời mà. Amen. Amen. Mình là con người, chẳng lẽ là điếu thuốc thắng hơn mình sao? Mình là điếu thuốc, chẳng lẽ để ly rượu thắng hơn mình sao? Mình là tạo vật của Đức Chúa Trời, chẳng để những cái điều rất là nhảm nhí thắng hơn mình sao? Phải không? Phải không? Đừng để game thắng hơn mình. Đừng để bất cứ bộ phim nào thắng hơn mình. Đừng để tiền bạc thắng hơn mình. Amen. Đừng để nhục dục thắng hơn mình. Hãy để Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thắng hơn những điều đó. Vì Chúa Giêsu đã chết đền tội cho chúng ta rồi. Cho nên là chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi muốn chúng ta tập trung vào thời giờ cầu nguyện với Chúa ngay giờ này. Những điều gì chúng ta được cảm động trong giờ chúng ta nghe lời của Chúa, đó là Đức Thánh Linh vận hành đó anh em. Những điều gì Chúa cho chúng ta hiểu, Chúa cho chúng ta nghe, chúng ta nhận ra, đó là Đức Thánh Linh đó. Chứ đừng nói rằng là mình tin Chúa là đủ rồi. Mình ở đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 15 năm, 20 năm là đủ rồi. Chưa đủ đâu anh em. Không đủ đâu. Cho nên hỡi anh em, hãy tập trung vào chỗ của sự cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa cách cá nhân và cầu nguyện. Và đừng quên chủ đề, đó là lạy Chúa, con muốn được tự do, tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Hãy nghiêm túc soi xét, đừng để tội lỗi dễ vấn vương như clip con nhện đã dùng dây tơ của mình mà quấn chặt con kiến, dù nó to hơn con nhện rất hàng trăm lần. Có những anh em đã bị tội lỗi dây vấn vương này nó quấn chúng ta, nó bắt lấy chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Anh em ơi, Chúa Giêsu đã chết đền tội cho tôi và anh em rồi. Và lời của Chúa trong Roma đoạn 8 đã phán dạy chúng ta đừng mắc nợ ai chi hết. Chúng ta không có bắt nợ xác thịt nữa.
chúng ta không có mắc nợ về quyền lực có tội lỗi nữa. Amen. Vì huyết của Chúa Jesus Christ và công ơn cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá đã trả xong cái bill nợ nần của tôi và đem về quyền lực của tội lỗi rồi. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện đi anh em. Hãy cầu nguyện cho chính mình. Hãy suy xét. Hãy tra xem các anh em. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.